chúng ta sẽ thấy được cái vô minh ở sau cái thấy nghe người nếm đụng. Và một ngày nào đó thì trí tuệ nó sẽ bừng sáng lên khi chúng ta đã thấy pháp. Nếu mà chúng ta không đi về cái con đường này á, thì chúng ta học pháp chúng ta chỉ còn cái ngôn từ và chúng ta đi xa lắm, chúng ta không thể đến Niết Bàn được. Do đó mà chúng ta nhớ luôn luôn phải phải nhắc là khoảnh khắc này đã đang có là cái gì. Hãy nhắc tâm như vậy thì dần dần chúng ta sẽ sáng lên với con đường tứ niệm xứ này. Và con đường này thì chắc chắn là tâm của chúng ta sẽ an tịnh thôi. Bây giờ con xin ngâm câu kệ số 397 ạ. Sa pha sang yo cha tăng che toa yo ve na parita sati sang kha ti gang vi sang yo tam tamahang ram ni ramanang sa pha sang yo cha nang che toa yo ve na parita sati Sanggatinang wi sang yutang tamahang ro miramanang saha sang yo janang cetwa yo wena parita sati sanghati gang wi sang yutang tamahang ro miramanang. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu à. Một lần nữa, con cung kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng và sư sinh nhường mic cho con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý tiền nam tín nữ. Giáo viên xin kệ câu pháp cú số 397. Cảm ơn lần đầu. Sắp bát thăng vô, chân năng chê toa vô, về nắp bát đi tá sĩ sạc tí gần. Quý sang giúp tăng tá má hằng rù mí rằm má năng. Sapa sang yo cha nang che toa yo we na pa chi tat sa ti sang ga ti gang vi sang yo tang tam ma hang ru mi ram ma nang. Sắp ba sang vô cha năng chê tòa vô quê na ba ta sa ti sang ga ti gang vi sang vô tăng ta ma hăng vô mi râm ma năng. Các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước bột ràng, ta gọi bà La Môn. Sập bà sang vô cha năng chê tòa vô quê na ba ri ta sa ti sang ga ti gang vi sang du tang ta ma hang ru mi ram ma nang. Cắt đứt rễ má di mơ, đoạn lìa trói buộc chẳng lo sợ gì, vượt xa dính mắc hữu vi, Như Lai sẽ gọi đúng vị Bà La Môn. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức.
Bây giờ tự nhiên nó kể xong. Dạ, kính mời chị Đặng Đông. Thu lành thai, cô tu nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 397. Sắp bá sang vô cha năng chê toa vô quê na parita sát tế sang gà tí gần quý sầm vô tăng ta ma hằng bru mi brahma năng sắp bá sang vô cha năng chê toa vô quê na parita sát tế sang gà tí gần quý sầm vô tăng ta ma hằng bru mi brahma năng sắp ba sang vô cha năng chê toa vô quê na parita sa ti sang ga ti gần quý sầm vô tăng ta ma hằng bru mi brahma năng đoạn kết các kiết sử không còn gì lo sợ không đấm trước buộc ràng. Ta gọi bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sắp ba sang vô cha năng chê toa, vô quê na pa ri ta sa ti sang ga ti gần, quy sầm vô tăng, ta ma hàng bru mi bra ma năng. Cắt đứt rễ má dây mơ, đoạn lìa rối buộc chẳng lo sợ gì. Dược xa dánh, dính mắt hữu nhi, Như Lai sẽ gọi đúng gì bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Em kính mời chị Lạc Lê. Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Dạ Nam Mô Sân Khai. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ cũng đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn, dạ con kính đảnh lễ quý cô tu nữ mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 397. Sắp ba sang vô cha năng chít tòa hòa vô quê na pa ri tát sa tí sang gà tí gần quý sa mu yut tăng tamahang pru mi mi brahma năng đoạn kết các kiết sử không còn gì lo sợ không đám trước buộc ràng ta gọi bà la môn và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Cắt giữ dễ má dây mơ đoạn lìa trói buộc chẳng lo sợ gì vượt xa dính mắc hữu vi Như Lai sẽ gọi đúng vì La Môn và dạ, cái nói là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ. Sập ba xăm vô trà năng chế toán quay. Dạ, cô xin xem không? Sập ba xăm vô trà năng chế toán vô quy na băng dì ta sa tì. Sang gà ti găng vi sa mu yut tăng ta ma hăng ru mi brahm ma năng sập ba sam yo cha năng chế toang yo vi na pang si tat sa te sang gà ti găng vi sa mu tăng ta ma hăng ru mi brahm ma năng đoàn kết các kiết sử không còn gì lo sợ không nắm trước buộc là ta gọi bà la môn dạ bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu các kiết rễ mái dây mơ đoạn lìa trói buộc chẳng lo sợ gì vượt xa dính mắc hữu vi Như Lai sẽ gọi đúng vì la môn dạ đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ con đã đọc xong câu kệ số 397. Dạ kính mời về việc kế tiếp.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sẵn Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Thọ Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhận, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Và con xin đọc câu Pháp Cú Kinh 397. Sapa-sang-yo-cha-nang-che-to-yo-we-na-pa-ri-ta-sa-ti-sang-ga-ti-gang-vi-sam-yut-tang-ta-ma-hang-bru-mi-ram-ma-nang. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng ta gọi bà La Môn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sapa sang yo cha nang che tua yo quê na pa ri ta sa ti sang ga ti yang quy sam yu tang ta ma hang pru mi ram ma nang. Cắt đứt rễ má dây mơ, đoạn lìa trói buộc chẳng lo sợ gì, vượt xa dính mắc hữu vi, Như Lai sẽ gọi đúng vì Bà La Môn của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân cô Rạng Đồng Đạo Bố Bà. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con, dạ con kính thỉnh cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Thượng Thọ Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Thiện và con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài Sapa sang yo cha nang che to yo we na pa ri ta sa ti sang ga ti gang vi sang yut tang ta ma hang bum mi bram ma nang. Đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi là Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sampa sang yo cha nang trên tòa yo we na pa vi tha sa ti sang ga thi gắng vi sang yut tăng ta ma hang bum mi pam ma nang. Rễ má, dây mơ, đoạn lìa trói buộc, chẳng lo sợ gì, vượt xa dính mắc hữu vi, Như Lai sẽ gọi đúng vì Bà La Môn Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư và con kính tri ân đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sẵn Kha Dạ. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Cảm ơn cô Tự Duyên, chị Rạng Đông, chị Hoa Nguyệt. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 397. Sapa sang yo cha nang che toa yo quê na parita sa tê sang ga ti gang vi sang yut tang ta ma hằng ru mi ram ma nang sa pa sang yo che nang che toa yo quê na parita sa tê sang ga ti gang vi sang yut tang ta ma hằng ru mi ram ma nang sa pa sang yo che nang che toa yo quê na parita sa tê
Sangati gang vi sang su tăng tamaharo mi ramanang. Đoàn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đấm trước buộc ràng, ta gọi bà la môn, bản dịch của hai thượng minh châu. Sapa san yo cha nang che toa yo we na parita sati sangati gang vi sang yutang tamahang ru mi ramanang. Sapa san yo cha nang che toa yo we na parita sati sangati gang vi sang yutang tamahang ru mi ramanang. Các đức rễ mái dây mơ đoạn lìa trói buộc, chẳng lo sợ gì, vừa xa dính mắc hữu vi, như đây sẽ gọi đúng vì bà la môn, phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và kính nhân nít lại đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Ái Minh. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa còn thành kính thỉnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo. Trần đạo ơi, Trần đạo có trả bài không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn xích văn nguyệt cô em mình nguyên tình trên trận đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trần đạo ơi, Nhật Quỳnh chờ có Trần đạo có trả bài không? Vậy là Trần đạo không trả bài. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 397. Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Sắp ba sàng dù cha năng chạch tò dù quê nam ba đi ta sát ti sàn gà ti găng quý sàng dụt tăng ta ma hằng dù mì râm ma năng. Đoạn kết các kiếp sự, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc tràng, ta gọi bà la môn. Dạ, cô tự duyên có trước máy không cô? Nếu cô tự duyên có trước máy cho Nhật Bình một tín hiệu nghe cô. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Trần Đạo có trả bài không? Dạ, cảm ơn cô tự duyên. Rồi, Nhật Bình cái một lần Nhật Bình mời Trần Đạo nghe. Dạ, sắp ba sang vô trà nặng chết to dự quê na ba thì ta xa ti sang gà ti găng vì sang vô tăng tạm ma hăng su mì xăm ma năng. Cắt đứt rễ má dây mơ, đoạn lìa trói buộc, chẳng lo sợ gì, vượt xa dính mắt hữu vi, Như Lai sẽ gọi đúng vì bà la môn. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh cảm ơn đạo tràng. Dạ, mời xích Trần Đạo trả bài, sau đó Nhật Quỳnh mời cô tu nữ Tệ Duyên thỉnh pháp sư và thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn giùm Nhật Quỳnh nghe. Dạ, mời Trần Đạo. Dạ, nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng, kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đặng Đông, chị Nguyên Tịnh, chị Nhật Bình, chị Lo Nguyệt cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 397. Sập ba sanh vô chà năng chế toa vô quê na văn vô quê na ba thì ta cha thì sằng ra đi khăn vì sâm vui tăng ta ham ham vô mì rắm ma năng. Sập ba sanh vô chà năng chế toa chú dê na ba vì tám xa ti sẵn ra chi ăn vì sông vốn tăng ta ma hâm vô mì hâm ma năng. Đoạn kiết, đoạn kết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi bà la môn, đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Cắt đứt rễ mặt má di mơ, đoạn lìa trói buộc,
vượt xa những mắt hữu vi Như Lai sẽ gọi đúng vị Bà La Môn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Ngài cảm ơn chân đông bất bài, con xin gửi mít lại cho cô cư nữ tự duyên ạ. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn sức trần đạo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào đạo tràng. Bây giờ là giờ cung thỉnh pháp sư. Kính mời đạo tràng cùng tự nhiên lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vân ngẫm ngồi khấn khoảng, Phật nhận lời nhưng chẳng gì ơi. Quyết lòng mở đại đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Nhân năm một bức tha giá, con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong. Và bây giờ con kính cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn Y Mẫn thuyết giảng cho chúng con bài kinh pháp cú số 398 và cúng dân mình đến sư. Dạ, trước khi vào bài pháp, chúng con xin nghiêm tình thân cầu ý cùng với đại chúng đảnh lễ là tán dương ơn đức tam bảo. Arahaṃ samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi. Sakhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami. Suvatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo, đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình để gáy xe sanh tử luân hồi, ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu cầu ý cung lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh, nhưng chỉ với ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức tăng bảo, tăng lão đệ tử đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến tăng bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng phước lành trong dòng sanh tử của mình, và nhất là sớm thành tựu được ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo. Phước báo do đảnh lễ ân đức tam bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương.
các bậc thầy tổ, cùng quyền thất tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, Đông Vương, Càn Thất Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-la, Diêm Chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và có niềm tin chân chánh, tiến tu trong chánh pháp, ngõ hầu lấy hiểu được tứ thánh đế ngay trong đời sống của mình. Nam mô Bụt Tha. Và hôm nay thì chúng ta học câu kệ số 398. Cái từ chê toa ở trong bài kệ này chúng ta phải hiểu đó là tuệ giác và nhất là tuệ đạo ha, tuệ đạo. Bởi vì chúng ta đừng có nghĩ là một cái tâm đạo là một cái gì nó ghê gớm. Mà tâm đạo chính là lúc đó cái tuệ nó, tuệ giác nó một cách sâu sắc và nó chuyển qua, nó thấy rõ một cái tướng vô thường rồi nó chuyển qua bắt cái cảnh niết bàn. Chứ không phải là chúng ta nghĩ là nó là một cái gì đó. Thì khi mà chúng ta như vậy thì chúng ta hãy niệm đời sống hàng ngày thì nó mới quý báu. Cái câu kệ số 398 này là chê toa nát thinh quá rắc tanh chát sanh đắc năng sa hát đúc cạ măng khít tá văn đi khăn bút thăng ta ma hằng rù mi râm mạ năng. Người cắt đứt dây buộc sân hận, dây ta luyến ái, dây thần tà kiến, và cùng với dây cương tùy miên, chướng ngại vô minh đã được dỡ lên, đã được giác ngộ, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Đó là bản dịch của Ngài In Chánh Năm đó. Như vậy câu kệ này chỉ cho bốn bậc thánh và chỉ cho bậc rốt giáo là bậc A-la-hán. Thì bậc A-la-hán thì cái tên gọi thôi, chứ còn thực tế là tâm của chúng ta nó sạch những cái não phiền này là bậc giác ngộ. Như chúng ta thấy hàng vô lượng những cái cư sĩ thuở xưa, các vị đó cũng chứng đắc thánh đạo thánh quả, cũng vẫn là những cái người bình thường, nhưng mà tâm của các ngài hay là của chư tăng bề ngoài chúng ta không thể thấy cũng bình thường, nhưng mà ở bên trong thì những cái cư xử, những cái sáng suốt của tâm ý nó không có bị những cái dục vọng quấy nhiễu. Chứ không phải chúng ta cho là một cái bậc thánh là một cái gì đó nó thần thánh hóa như là trong phim tàu. Cái từ chê toa lát thinh vá rắc tanh chát san đa năng sa ha núp cả măng. Người đã cắt đứt dây trói buộc sân hận, dây da luyến ái, dây thần tà kiến, và cùng với dây cung tùy miên. Cái từ chê toa thì chúng ta qua hôm qua chúng ta học về chê toa, cái căn của nó căn chít, động từ của nó là chê ta tí ha, động từ nguyên mẫu là chê ta tí, là chỉ cho cái sự cắt đứt. Nhưng mà trong cái câu kệ này thì chúng ta phải nhớ đây là tuệ đạo ha, động từ nó chỉ cho tuệ, tuệ giác á, tuệ cắt đứt phiền não. Cái từ lát thinh lát thí là một cái danh từ nữ tánh chia theo đối cách là dây buộc. Như vậy chúng ta thấy tất cả những cái dây buộc ràng ở trên đời này chúng ta đều cắt đứt rất là dễ dàng, nhưng mà sân hận là một cái dây buộc vô hình rất là khó cắt đứt. Mà cái dây này mỗi khi chúng ta tiếp xúc với sáu căn là càng ngày nó càng lớn mạnh lên nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết. Từ quá rắc tăng, quá rắc tá là một cái danh từ trung tánh chia theo đối cách là dây da. Dây da ở đây chỉ cho cái sự luyến ái. Chúng ta luyến ái về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, về ý, về màu, về mùi, về vị, về cứng, về mềm, về nóng, về lạnh,
về gia đình, nhà cửa, thân bằng quyến thuộc, tài sản, về con cái, về vật nuôi, về tiền bạc, về các mối quan hệ bạn bè, về nơi chốn, về những câu chuyện, về những cái gì, về hữu, tức là về liên ái, về sự tái sanh trong tương lai. Đó được gọi là dây ái biến. Từ sanh đa na là một cái danh từ trung tánh chỉ cho dây thần tà kiến. Dây thần tà kiến này là rất khó cắt đứt. Tà kiến ở đâu? Ở ngay cái thấy chấp rằng là tôi thấy, và cho rằng cái được thấy là một con người nào đó, là ông nọ, là bà kia, mà không hiểu được. Cái thấy là một pháp rất là ngắn ngủi, chúng chỉ thấy một cái đối tượng thị giác, và cái đối tượng thị giác đó nó chỉ in vào cái khoảnh khắc đó và nó diệt đi. Nhưng mà do không có như lý tác ý, do không có hiểu biết, nên là cho rằng cái thấy này là của tôi, và cái được thấy này là một cái gì đó rất là tốt đẹp, rất là thường có, và cho là con người này, con người kia, hay là tài vật, nên từ đó sanh ra chấp thủ, đó là tà kiến. Như vậy thì để chúng ta thấy là tà kiến nó ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc, chạm. Như vậy là cái thấy không phải là tà kiến, cái được thấy cũng không phải là tà kiến, tâm tiếp thâu cũng không phải là tà kiến, tâm quan sát cũng không phải là tà kiến, tâm khai ngũ môn, tâm khai môn cũng không phải là tà kiến, tâm thiện cũng không phải là tà kiến, tâm quả cũng không có tà kiến, sắc thinh hương vị xúc cũng không có tà kiến. Tà kiến chỉ là một pháp sau cái thấy bị chấp thủ do không có biết được khi tà kiến sanh khởi. Quý vị đã thấy diệu pháp chưa? Quý vị có cần phải, quý vị có thấy cái nghe là vi diệu pháp không? Cái nghe mới thực sự là vi diệu pháp nè, cái thấy thực sự là vi diệu pháp nè. Nếu mà thấy cái này là khổ nè, là vô thường nè, tà kiến nó sẽ chấm dứt nè. Quý vị trả lời cho chúng tôi hả? Khi mà trình bày pháp á, chúng ta phải biết pháp ở đâu, chứ phải chúng ta cầm cả một cái cuốn kinh, một cái cuốn sách đó rồi không biết pháp ở đâu cả. Lúc ngủ say thì không có tà kiến, lúc thiện thì không có tà kiến, lúc tham ngã mạn thì không có tà kiến, lúc sân thì không có tà kiến, lúc hôn trầm thì không có tà kiến, lúc hoài nghi ganh tị tật đố không có tà kiến. Như vậy cái khoảnh khắc của tà kiến là rất khác, phải không? Nó chỉ là một cái khoảnh khắc rất riêng biệt với thế giới của nó. Nếu mà các bạn nói về tứ niệm xứ đó, thì các bạn phải biết pháp nó ở đâu, chứ không thể nói chơi chơi được. Và chắc chắn rồi, tà kiến nó phải do nghe, do thấy, do ngửi, do chấp, phải không? Vậy tà kiến nó ở đâu? Tà kiến nó ở trong sách vở hay là nó ở trong sinh hoạt trong đời sống hàng ngày? Chúng ta phải biết cái khoảnh khắc nào có tà kiến thì mới có chánh niệm được. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi sẽ ngồi tôi tu tập cái này cái kia. Không, các bạn, khoảnh khắc của khoảnh khắc sau nó sanh như thế nào không ai biết được. Thực tại khoảnh khắc sau không thể biết, các bạn không thể biết được khoảnh khắc nào nó sẽ sanh. Không ai đoán trước được nó hết. Và cái gì đã qua là đã qua rồi, không bao giờ sanh trở lại. Như vậy tất cả mọi khoảnh khắc ở hiện tại đều có thể làm duyên cho trí tuệ hết. Và cái khoảnh khắc hiện tại này, chúng ta bỏ qua nó thì chỉ có vô minh và tà kiến lớn mạnh mà thôi. Không thể nào khác hơn được. Dầu các bạn có học đến mấy chăng nữa, nếu các bạn không biết thì nó cũng chỉ là một cái khói sương mù.
không có rõ biết được nó. Pháp nó rất là thâm sâu, rất là vi tế. Chúng ta đừng có tưởng là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, chúng ta coi thường nó, chúng ta coi thường nó đó. Thì tất cả nhân gian này đang bị đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nè, không có ra luân hồi được đâu. Nên là những ai tôn kính Đức Phật á, là những người luôn luôn nghe và hiểu về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm này, để thấy ra được các pháp không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Ôi trời, dây thừng tạc kế. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Saha Nút Cầm Măng. Từ Saha cộng với Á Nút Cầm Má là một cái nhóm từ hay là một cái hợp từ trung tâm. Ở đây chia theo đối cách là cùng với dây cương. Dây cương Saha là chỉ cho với, nó là một cái liên từ, một cái liên từ. Á Nút Cầm Má ở đây nó cũng dây cương, ở đây nó cũng nói về Cầm Má, ở đây cũng nói về cái loại nghiệp nữa. Danh từ Lam Tánh là dây cương. Dây cương. Tiếp đầu ngữ Á Lú là dọc theo, hay là tiếp theo, hay là liền kề, tiếp đối. Như vậy là chánh niệm là gì? Gọi là Á Lú Sá Tí, tức là nó theo sát với cái thực tại nó đã sanh. Tức là thực tại nó diệt rồi thì cái bóng ảnh của cái thực tại đó, cái bản photocopy của nó chính là cái đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn thực tại thì không có ai nắm bắt được nó hết. Nhưng mà cái bản photo thực tại của nó là cái bản photo của nó, nó gọi là Á Lú Sá Tí, tức là cái thực tại đã đi rồi nhưng nó để lại cái bóng ảnh của nó. Đó là gọi là cái đối tượng, đó là cái đối tượng của chánh niệm ha, của chánh niệm. Mà cái chỗ này thì thường thường chúng ta bị tưởng, tà kiến nó cũng xâm nhập. Từ hồi xưa cái căn căm là đi hay là tiến hành, đó, đi hay là tiến hành. Rồi cái câu tiếp theo là Ukkhita Panikhang Buddhang Tamahang Rammi Rammanang. Chướng ngại đây chỉ cho vô minh ha. Vô minh là một cái chướng ngại, vô minh làm cho thế giới này mù lòa, khổ đau. Vô minh thì sao? Trong thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, tiếp thâu, quan sát, khai môn, khai ngũ môn, khai ý môn, ngủ say, tục sinh, thiện, dục giới, thiện sắc giới thì không có vô minh ha. Vô minh thì chỉ sau khoảnh khắc thấy, nghe này. Thì vô minh nó có ở trong tham, vô minh có ở trong sân, vô minh thì có ở trong tất cả các tâm bất thiện. Nó rất là khó. Cái tâm bất thiện nó sanh ra, nó luôn luôn có vô minh. Nên là nó che mờ những cái thực tại này. Như vậy vô minh cũng cần phải biết nó đâu, nó như thế nào, bộ mặt nó ra làm sao. Như vậy thì mình phải định danh và phải định vị cái vô minh thì nó ở đâu mới được. Chứ còn chúng ta cứ nói vô minh thì vô minh là cái gì? Phải biết được cái khoảnh khắc vô minh của nó, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì nó không có vô minh. Khoảnh khắc thiện thì nó không có vô minh. Ngủ say thì không có vô minh. Như vậy thì vô minh nó ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này. Như vậy vô minh nó trải dài suốt cả ngày, rất là lớn mạnh. Khi nào mà chúng ta không nghe pháp, không học pháp, không suy tư về chúng, mà kể cả có suy tư lộn, vô minh nó cũng ào ạt. Nó vô minh nó lớn kinh khủng, phải không? Như vậy thì nhiều người, người ta nói có vẻ là tri thức trí tuệ lắm, nhưng mà người ta nói trong sách vở chứ người ta không biết cái vô minh nó nằm đâu. Thế đó sao gọi là tứ niệm xứ được? Sao gọi là tứ niệm xứ được? Nếu mà các bạn thấy vô minh ở đâu là bao có các bạn kinh hãi liền. Và các bạn là cái người rất là chân thật, các bạn rất là thận trọng.
rất là thận trọng. Phải không? Vô minh nó ở đó đó. Lúc mà tham nó cũng có vô minh, sân cũng có vô minh, ganh tị tật đố nó có vô minh. Như vậy vô minh không có ai tạo làm cho nó được vô minh hết, mà vô minh thì nó có duyên sanh của nó. Như vậy khi mình hiểu được duyên sanh của nó thì sẽ thấy được duyên diệt của nó. Như vậy đã rất là rõ chưa? Không thể không ai ngồi, không có ai ngồi thiền mà diệt được vô minh hết trơn. Tôi đảm bảo với chắc quý vị. Chỉ có trí tuệ, và trí tuệ đã nói rồi, trí tuệ nó đã chỉ có nhân duy nhất của nó là nghe được chánh pháp từ bậc hiền trí và khéo như lý tắc ý. Các bạn bỏ qua cái nhân mà Đức Phật dạy đó, đừng có ai hơn Đức Phật hết á. Làm ơn, mình là con của Ngài, hãy bền bỉ nghe chánh pháp từ bậc hiền trí. Chúng tôi đảm bảo với quý vị, nhân đó là nhân sanh trí tuệ. Còn bạn ngồi thiền, bạn nhắm mắt vô, bạn không biết pháp nó ở đâu, bạn không có nghe, không có suy tư, không có tác ý về cái pháp nó đang sanh khởi, bạn đòi tạo ra một cái gì đó, vậy là ai tạo ra được trí tuệ? Nếu mà tạo ra được trí tuệ cũng tạo được tham sân si chứ, phải không? Tạo ra được chánh niệm chứ không? Tất cả các pháp đều vô ngã do duyên hết. Người nào chưa hiểu được tất cả các pháp là vô ngã do duyên, người đó không có cái gì ở trong đó hết. Trong tâm của họ chỉ có đầy vô minh và phiền não mà thôi. Làm ơn, làm phước. Người đó có nói cỡ nào chăng nữa, nói với bậc hiền trí, người ta cười cho. Người ta cười. Chúng ta phải nhớ. Phải rất là rõ ràng. Bởi vì cái nhân mà giác ngộ, ngoài Đức Phật Toàn Giác và Đức Phật Độc Giác ra, tất cả chúng ta phải là thinh văn. Văn khi nào mà chúng ta nghe đủ về thực tại trong đời sống hàng ngày, chánh niệm đã không còn tin tưởng vào bất cứ cái gì ngoài chánh pháp khi pháp đang sanh khởi nữa, thì đó là con đường giác ngộ, chứ còn không có cách nào khác hết á. Ôi, còn thế giới này thì họ nói đủ thứ hết á. Mà họ nói cái gì thì chút nữa cũng nòi ra cái ngã ở đó thôi, không có cái gì hết. Mà một khi mà học giáo pháp của Đức Phật mà họ nòi cái ngã ra là tu cái này được cái này, thì họ không thể biết được các pháp là duyên sanh đâu, không bao giờ trình bày được. Yên tâm đi, phải không? Do đó chúng ta cần phải nhớ. Rồi cái từ là Ukkhita Panikhan, Ukkhita cộng với Panikhan là một cái nhóm từ hay là hợp từ thuộc lam tánh và chia theo đối cách. Ukkhita, tiếp đồng ngữ của nó là út, căn của nó là căn khiếp, khiếp bát tí đó. Ở đây chia theo quá khứ phân từ nên là nó được là Ukkhita. Quá khứ phân từ là đã được vứt bỏ. Đã được vứt bỏ là gì? Đã được nhàm chán ly xa nó rồi. Đã được dở lên, tức là đã được dở lên. Từ út tức là trên, từ khiếp là vứt bỏ. Từ pa ni khá là một cái danh từ nam tánh, là sự vướng mắc. Sự vướng mắc như vậy, tham là sự vướng mắc, sân là sự vướng mắc, si là sự vướng mắc, tà kiến ngã mạn là sự vướng mắc, phóng dật tật đố ganh tị hôn trầm thủy miên là sự vướng mắc của tâm, làm cho tâm không được thanh tịnh, thuần tịnh, nhu nhuyến. Rồi từ bút thắng, bút thăng là căn của nó căn bút. Ở đây chỉ cho bậc giác ngộ là Đức Thế Tôn. Thì theo quá khứ phân từ nam tánh đối cách là đã được tỉnh thức. Như vậy là từ bút thô này là Đức Phật là một người đã tỉnh thức hoàn toàn, tức là tâm của Ngài đã tỉnh thức hoàn toàn. Tỉnh thức hoàn toàn, đã được tỉnh thức Đức Phật. Người ta bây giờ người ta nói cái thiền Vipassana, rồi người ta nói cái thiền này thiền kia, nhưng thực tế nó là phẩm chất chánh niệm và trí tuệ. Và đúng ra mà nói đó, giáo pháp của Đức Phật nói rốt ráo một câu đó, cái từ Phawana đó, nó không có dính dáng gì tới cái thiền mà tập như này như kia đâu.
đó là phát triển tâm trí ngay khoảnh khắc hiện tại. Nhớ như vậy. Ngoài khoảnh khắc hiện tại ra, các bạn mơ về quá khứ, các bạn đón về tương lai, làm gì mà có cái chuyện hiểu biết đó. Như vậy chúng ta thấy tại vì sao mà chúng ta xa chánh pháp vậy, mà trong khi đó luôn luôn có pháp, luôn luôn có thực tại mà chúng ta xa thực tại. Vì sao vậy? Vì chúng ta không nghe đúng, nên là tâm, cái tưởng, cái nhớ về nó không có mặt ở đó. Rồi đó là chánh niệm, tỉnh giác, trí tuệ nó không có. Và chúng ta toàn những là đi tưởng tượng ở đâu, nó xa vời. Thì chính vì vậy nó vô minh nó làm cho chúng ta xa với cái thực tại hiện giờ vậy thôi. Còn trí tuệ thì nó chỉ trên cái thực tại hiện giờ, nó hiểu bất cứ cái gì là thực hiện giờ, từng chút một. Như vậy thì chúng ta thấy được là chúng ta rất dễ bị lầm tưởng là cái biết, là tôi biết là trí tuệ, hay là tôi tưởng về cái đó là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ nó không phải, hay là tôi suy nghĩ về cái điều đó là đúng là trí tuệ, không phải. Không phải. Trí tuệ, cái khoảnh khắc trí tuệ thực sự là không có suy nghĩ. Khoảnh khắc chánh niệm thực sự là không có suy nghĩ. Nhưng mà sau đó thì cái chánh tư duy nó rà soát lại, thì đôi khi nó cũng là một cái trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó nó là rà soát lại cái kia. Chúng ta phải hiểu rất rõ cái điều đó. Nên là khi mà chúng ta hiểu được pháp á, thì mới nói đến cái chuyện khác được. Từ buổi ban đầu mà chúng ta không có hiểu về các pháp là vô ngã, thì không có cái gì được gọi là tứ niệm xứ hay là tứ đế, tứ biết gì hết. Và tâm của chúng ta nó luôn luôn là mong mỏi về quá khứ và vị lai, rồi tu tập cái này cái kia, thì chúng ta luôn luôn đánh mất cái hiện tại. Mà người ta hỏi nè, vậy thì làm sao chúng con sống được với hiện tại? Chúng tôi sống với được hiện tại. Xin thưa với các bạn, chỉ có hiện tại thôi. Các bạn sống hay không sống thì cũng chỉ có hiện tại thôi. Nhưng mà cái hiện tại này có được hiểu bởi trí tuệ hay không? Hay là bởi vô minh mà thôi? Ví dụ như là chúng ta tưởng về cái người hôm qua, nhưng mà cái người hôm qua là cái cảnh, cái đối tượng, nhưng mà cái tưởng này là hiện tại. Đó là pháp chân đế của nó. Chứ không có cái tưởng nào là cái tưởng hôm qua hết. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ hiện tại, nhưng mà đối tượng nhớ về hôm qua. Nhưng mà cái suy nghĩ này nó là thật. Như vậy chúng ta cần phải biết cái thực tại nó là cái gì. Thì lúc đó là chánh niệm nó tự có mặt của nó, bởi cái duyên đúng của nó. Còn duyên mà nó không đúng mà nói đến tứ niệm xứ thì người ta cười chết. Và con của Đức Phật mà thiếu cái này đó, thì nhiều người người ta nói trời ơi, vị đó trí tuệ dữ lắm, vị đó thuyết pháp hay này kia. Nhưng thưa với quý vị, cái đó chỉ là nhớ về ngôn từ thôi. Còn trí tuệ nó khác xa lắm. Trí tuệ nó sanh là nó thanh lọc phiền não hoàn toàn. Nó rất là đặc biệt. Chứ còn đôi khi chúng ta học mà không có đúng, không khéo, nó là một cái chướng ngại. Chướng ngại là sao? Là đi đến đâu cũng nói tôi biết, tôi hay, tôi giỏi. Thậm chí còn khinh thường các cái vị sư gọi là quèn, hiểu không? Nói là mấy cái người này không có biết cái gì hết, ta học một ngày này, ngày kia, mấy cái vị này không đáng. Chớ có nghĩ như vậy, chớ có nghĩ như vậy. Trí tuệ là một cái pháp, nó đủ duyên của nó, ai gặp cái đúng duyên của nó rồi là nó mới sanh. Nên là chúng ta phải nhớ luôn luôn phải bỏ ý niệm về ngã, phải luôn luôn phải lắng nghe giáo pháp, phải rất là cẩn thận. Tại sao mà giáo pháp của Đức Phật bị hủy hoại? Bị hủy hoại, bởi vì hủy hoại các cái môn thiền, các cái trường phái thiền, các cái thầy, nó là không có thiếu gì hết. Nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận. Và câu kệ này được ngài dịch là bỏ dây mọc, bỏ dây cương, bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà la môn. Như vậy bỏ dây đai ở đây là bỏ tham ái, bỏ dây buộc ở đây tức là sân hận các triền cái, bỏ then chốt, bỏ
dây buộc ở đây là tạp kiến và các cái dây buộc. Bỏ then chốt ở đây chính là vô minh. Vô minh là một cái then chốt nó đóng, nó đóng cái cửa mà chúng ta cứ phải sanh đi sanh lại cái tam giới này. Hết cái ngũ uẩn này sanh ngũ uẩn khác sanh ra, và rồi già chết ta gọi Bà La Môn. Vậy Bà La Môn ở đây chính là gì? Chính là cái người nào được nghe chánh pháp của Đức Phật, tu tập tứ niệm xứ và tứ thánh đế, và chứng chi được niết bàn, loại bỏ được các cái ý niệm về ngã. Được chưa? Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này được Đức Thế Tôn khi ngài thuyết ra và ngài ngự tại ngôi chùa Chê Táo Quán Á đề cập đến hai vị Bà La Môn, và nghe nói rằng có hai vị Bà La Môn, một người có một cái con bò tên là Maha Rohita và Chuna Rohita. Một hôm thì hai vị Bà La Môn này gặp nhau và họ tranh cãi với nhau. Bò của ta mạnh hơn bò của ngươi. Sau một lúc tranh cãi thì ai cũng cho bò của mình mạnh hơn hết. Mà chúng ta biết ở đây có cái ý gì, lúc nào chúng ta cũng chấp thủ hết. Cả hai đồng ý với nhau rằng sự tranh cãi như vậy thì chẳng đưa đến cái kết quả gì cả. Vậy thì chúng ta hãy cho hai cái con bò thử sức với nhau thôi. Và thế là họ chất đầy xe cát và ở bờ sông Achirawati và cho bò kéo đi. Và bấy giờ thì chư tỳ kheo cũng đến cái sông Achirawati tắm, thì thấy hai con bò không thể kéo được xe đi, chỉ có đai da và cương bị đứt cả. Thì khi chư tỳ khu trở về tịnh xá về bạch Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn nhân cái sự việc này và ngài mới dạy rằng là: này chư tỳ khu, đai da và các loại dây ấy chỉ là ở bên ngoài, có những người chặt đứt được loại dây ấy, nhưng còn chư tỳ khu cần phải chặt đứt cái đai da, tức là cái sự sân hận, và cái dây tức là cái ái luyến ở bên trong. Quý vị thấy, chúng ta đang sống ở kiếp này nhưng mà chúng ta đã thành lập những cái phước thí này, thiền định này, để chuẩn bị cho kiếp sau rồi đó, mà chúng ta không biết kiếp sau chúng ta về đâu. Chúng ta thấy không? Vô minh đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Khi nào mà chúng ta hiểu kiếp sau cũng chẳng có ai đi về đâu cả, chẳng có mình gì hết, coi chừng nó hết vô minh, cũng hết cả kiến ha. Chúng ta chọn lựa được kiếp sau của mình mới ghê chứ. Chúng ta học Phật Pháp và Đức Phật dạy cái lý duyên sanh vô thường của vô ngã, mà chúng ta tu tập Pháp, chúng ta dạy nhau giết rồi là chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có được một kiếp sau của mình. Ghê không? Và chúng ta không biết được rằng ẩn ở trong đó Đức Phật dạy cái gì. Như vậy nếu mà chúng ta chọn lựa được kiếp sau thì chúng ta chọn lựa đạo quả niết bàn trí tuệ luôn cho rồi. Vậy thì sao không hiểu từng khoảnh khắc này là vô ngã như Đức Phật dạy, có phải là tốt đẹp hơn không? Qua những từ ngữ, qua những cái kinh điển mà chúng ta phải hết sức là khôn khéo khi chúng ta nghe và học hiểu. Còn nếu không thì chúng ta chẳng có cái gì khác hơn người đời hết. Mà chúng ta chắc chắn rồi, chúng ta không có bố thí hơn người đời được đâu. Chúng ta là những người tu,
Và rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng bỏ đai ra, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt, ta gọi là Bụt. Ở đây thì có chú giải hận, một là hận, hai là ái, ba là kiến, bốn là tùy miên, năm là vô minh. Nít thinh tức là sân hận là vật chói buộc, và quá rắc tăng tức là ái là sự chói buộc. Sân đa năng xá lúc căm mát, lúc căm mát nghĩa là người đã chặt đứt hay người đã cắt đứt mối lối và 62 tà kiến cùng với những cái tùy miên, gọi là người đã nhổ bỏ được then chốt tức là vô minh, đã giác ngộ được tứ đế, người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn. Đức thời Pháp thì 500 vị tỳ kheo chứng A La Hán. Như vậy đó, Đức Phật giảng pháp rồi sau thời Pháp là 500 vị tỳ kheo chứng. Có ai ngồi thiền để mà cái gì đó không? Ngài chuyên chú nghe pháp, cẩn trọng, đắc ngay lúc mà khi Đức Phật giảng xong. Và hầu như bài kinh nào cũng vậy, nhưng mà chúng ta bỏ quên cái đó. Chúng ta biết Ngài Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, năm vị Kiều Trần Như, Nàng Pa Cha Ta Gia, Đại Đức Ananda. Chúng ta học học rất rất nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn quay về cái con đường mòn của tạng. Chúng ta không có thấu hiểu lời Đức Phật dạy. Quý vị thấy tà kiến nó lớn mạnh trong từng cái khoảnh khắc nghe thấy trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta không nghe đúng nên là tà kiến nó không thể nào thay đổi được. Chúng ta nhớ một điều, chỉ có chánh kiến mới diệt được tà kiến. Chánh kiến thì nó dẫn dắt con đường bát chánh đạo, mà tà kiến thì nó dẫn dắt con đường bát tà đạo. Như vậy thì chúng ta thử suy xét, nghiền ngẫm xem là chúng ta thực hành hay là chúng ta cần phải hiểu pháp, học cho đúng đắn để dẫn đến pháp hành. Và từ cái pháp hành, nó pháp hành không phải là tôi thực hành, mà chính là được nghe, được trí tuệ và chánh niệm đó, nó tiếp nối từ những cái khoảnh khắc đó và nó thể nghiệm thâm sâu vào cái thực tại đó. Và để liễu chi được cái pháp đó, thực tại thì nó luôn luôn sanh và diệt, thì làm gì mà các bạn ngồi ở đó để mà vậy, nó có tự ngã rồi. Nhớ như vậy. Nên Đức Phật đã nói cho chúng ta ba cái tướng trạng của các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà chúng ta không để ý cái thấy là vô thường, cái thấy là khổ, cái thấy là vô ngã. Cái được thấy là vô thường, cái được thấy là khổ, cái được thấy là vô ngã. Bây giờ có cái thấy không? Đó, nhưng chúng ta phải để ý. Còn nếu không, chúng ta là những cái chú vẹt, những cái chú vẹt thì chúng ta ấy có 100 năm, 1000 năm thì tham sân si nó cũng không bao giờ nó chấm dứt được. Nó không chấm dứt được đâu. Càng ngày nó càng ngã mạn, càng ngày nó càng càng ganh tị tật đố, càng ngày nó càng xa rời với diệu pháp của Đức Phật, càng ngày niềm tin nó càng mất, càng ngày giới hạnh nó càng lỏng lẻo, và từ đó nó mất hết. Khi mà học pháp không đúng thì chắc chắn là nó phải sanh ra pháp tà thôi. Chính vì vậy giáo pháp của Đức Phật nó bị hủy hoại là bởi như vậy đó. Giáo pháp này á, bằng cấp tiến sĩ nó là rất là tốt, nhưng mà điều đó chưa hẳn đã đem đến cái lợi ích thiết thực cho chánh pháp. Mà cần phải lời hiểu giáo pháp của Đức Phật phải cần hết sức đúng đắn về lý vô ngã thì mới được. Và câu kệ này ở đây Đức Phật đã ấy thì chúng con đã đọc xong, và hôm nay là bỏ đai ra, bỏ cương, bỏ dây,
đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà là mục. Như vậy dây đai ở đây chính là tham ái. Tham ái. Và bỏ dây đồ sở thuộc, tức là chỉ cho tà kiến và các cái loại phiền não khác như sân hận vô trầm thủy miên tật đố, nói chung là 10 loại phiền não, hay là ba cái gốc phiền não là tham sân si, hay là năm cái triền cái, hay là sáu cái triền cái. Nhớ nha, chúng ta có chỗ Đức Phật dạy về sáu triền cái chứ không lại nói là sư nói là sao có năm triền cái mà ở đâu ra sáu, không à, có vô minh triền cái nữa đó. Chúng ta cần phải hiểu đúng ha. Rồi ví dụ như là bốn bộc lưu, hay là vân vân. Thì như vậy những cái này là cái dây chói buộc, dây chói buộc, dây chói buộc ngũ uẩn và sanh tử luân hồi. Thì gọi là chúng ta đây, để ra chúng ta dùng cái từ ngữ, nhưng mà phải nhắc trước không là chúng ta luôn luôn chấp về ý niệm về ngã, hay là ngũ uẩn bị chói buộc. Như vậy chỉ có ngũ uẩn bị chói buộc bởi những cái dây thần thúc này, và những cái phiền não này chúng này tiếp tục tạo ra nghiệp luân, từ nghiệp luân nó tạo thành quả luân. Và nhiều người người ta rất hiểu lầm ở chỗ này, người ta nói là quả sanh ra nhân. Xin thưa với quý vị, không, đó. Quả là quả, quả là nó ở đâu nó rụng xuống đó, chứ không thể sanh ra nhân được. Chỉ có nhân sanh ra quả, nhớ nha, quả không thể sanh ra nhân. Nhiều cái cuốn sách viết rất là sai, quả là không thể sanh ra nhân được, chỉ có nhân sanh ra quả. Như vậy nhân cái gì sanh ra? Phiền não sanh ra, đã nói rồi, đã nói rồi. Như vậy là phiền não nó bám vào những cái hiện tượng của cái được thấy, được nghe, được ngửi, được đếm, được xúc, được chạm, chấp thủ ở đó. Chấp thủ ở đó nên là tương tác tạo ra nghiệp thân khẩu ý rất là rõ ràng. Chứ còn quả mà nó tạo ra nhân được thì không có sanh tử luân hồi, à không có ai tham gia khỏi sanh tử luân hồi được hết. Và nghiệp cũng vậy, chúng ta biết là nghiệp, nhớ như vậy, nghiệp mà duyên cho thức trong sanh tử luân, trong vòng duyên sinh là khác, nhớ nha. Nghiệp đó chính là tư, còn nghiệp cái hành trong pháp hữu vi là khác, nhớ nha. Hành thì nó có ở tất cả các loại tâm, nhớ như vậy, nhớ nha. Hành thì nó có ở tất cả các loại tâm. Còn nói về hành mà trong vô minh duyên hành á, cái hành đó chỉ cho tư, tức là một nghiệp đã được thành tựu đưa đến thức tái sanh. Như vậy trong phiền não nó cũng có hành, mà trong cái nghiệp mà chúng ta đang tạo qua thân khẩu ý trong đời sống hàng ngày đó, cái hành đó thì nó chưa cho quả, nhớ nha, nó còn đang tiềm ẩn. Dạng phiền não. Rồi cái hành mà nó ở trong cái tư, nó ở trong tất cả các khoảnh khắc của tâm, thì cái đó là cái pháp đồng sanh của nó, pháp đồng sanh, và nó hỗ trợ duyên cho các pháp đồng sanh. Như vậy thì chúng ta trong bát chánh đạo đó, nó có tư nhưng nó không có hành nghiệp ở đó, nhớ như vậy. Nó không có tạo tác nghiệp ở đó. Nếu mà nó tạo tác nghiệp ở tâm siêu thế nó thì không thể thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta biết nè, cái hành mà được tạo tác ra thì chỉ có sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở dục giới này, ở sắc giới, ở vô sắc giới. Như vậy thì những cái hành đó mới tạo ra nghiệp tái sanh mà thôi. Và chắc chắn là nó phải bắt nguồn từ vô minh, nhớ như vậy. Bất cứ một cái hành nghiệp nào mà nó đang tạo tác để đưa đến tái sanh thì chắc chắn nó phải có bóng dáng của vô minh ở đó. Vô minh ở đây tức là khoảnh khắc phiền não nó có vô minh, và nó có vô minh duyên hành, tức là nó có thể duyên cho cái điều thiện đó hay điều bất thiện đó. Nhớ hai cái điều này rất là rõ ràng.
Như vậy bây giờ bậc hiền trí chỉ cho người con của Đức Phật. Ở đây thì chúng ta biết là ở đây chỉ cho các bậc thánh, các bậc A-la-hán, tức là các ngài đã tịch diệt rồi, con đường đã thành tựu rồi, nội tâm đã tẩy trừ được phiền não rồi. Còn chúng ta thì đang đi trên con đường này, nên là chúng ta phải rất là khéo léo, là chúng ta học pháp, chứ chúng ta đừng đưa một cái một là chúng ta giống như các ngài. Chúng ta thường bị cái này lớn lắm. Và chúng ta phải biết chúng ta là ai. Như vậy ở đây Đức Phật dạy các vị tỳ kheo, bây giờ chúng ta phải tập làm các vị tỳ kheo. Như vậy thì nó 10 loại phiền não này nó ở đâu? Nó không ở đâu, nó do duyên mà nó sanh. Nó chắc chắn phải từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm này nó sanh lên đó. Nhưng mà nó khổ một nỗi, chúng ta biết nè. Chúng ta không biết trước được điều gì cả. Và chúng ta thường đoán, thường mộng. Nhưng mà có một cái hay đó là phiền não sanh lên là tâm nó cũng đã nhận biết rồi, nhưng mà nó lại bị vô minh và tà kiến trói buộc. Như vậy chúng ta cần phải tỉnh giác hơn ở cái chỗ này để thấy được lý vô ngã của nó. Chúng ta không cần làm gì hết, chúng ta thấy pháp là vô ngã. Và chúng ta thấy chánh niệm trí tuệ cũng là vô ngã. Thì chính vì chúng ta thấy vô ngã nên chúng ta không có mong cầu, chúng ta không có tạo tác. Thì chúng ta tự tại, mà khi tự tại đó thì tâm nó quân bình, và tâm nó quân bình đó, thì đó là cái điều kiện cho chánh niệm và trí tuệ sanh khởi. Cái bổn phận của chúng ta là chỉ nghe pháp, nghe pháp, nghe pháp cho nó đúng, và khéo như lý tác ý cái gì đó đáng mặt. Chỉ có cái gì đang có mặt mới được hiểu thôi. Còn cái mà nó không đang có mặt thì không một ai ở trên đời này có thể hiểu được. Làm sao mà có thể hiểu được? Thế tại sao người ta tu tập thiền định được? Xin thưa với quý vị là các ngài hiểu được cái trạng thái khi mà có thiện sanh lên hợp với trí tuệ, ngài thấy rõ được cái khoảnh khắc ly dục ly bất thiện pháp đó, được chưa? Do đó mà ngài thấy cái phẩm chất tâm nó đó, thì ngài biết những cái đề mục này là cái đối tượng thôi, chứ còn thực tế chính là cái trí tuệ và chánh niệm này này, nó hướng tới để nó thanh tịnh, nó thấy được cái điều đó, phải không? Phải không? Chúng ta thấy tại sao mà Bồ Tát ngài bỏ hết tất cả những cái loại thiền đó, trong khi đó ngài chứng hết, thuần thục hết, tại sao ngài bỏ? Nếu mà cái đó mà đạt được đạo quả thì đâu còn gì là Đức Phật nói về các ngài thủ trước, các ngài đắc đạo hết rồi, không có chuyện đó đâu. Nên chúng ta học Phật pháp phải hết sức là tinh ý. Như vậy tất cả những cái dây trói buộc nó ở ngay sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc chạm của chúng ta. Phải không? Khi mà cái thấy nó sanh khởi, cái thấy nó là một quả của nghiệp, cái đối tượng nó biểu hiện cho nghiệp thiện hay là thiện, nghiệp bất thiện. Mà tại sao này? Cái thấy thì nó là quả này, nó không có tham sân si, mà tại sao nó có tham sân si này? Vì nó làm duyên cho xúc. Nhớ nha, vì nó làm duyên cho xúc. Nên cái lục nhập đó mà chúng ta không có hiểu đó thì chúng ta không bao giờ giác ngộ được. Mà xúc thì nó có ở hiện tại không? Xúc luôn luôn là hiện tại, xúc không bao giờ ở quá khứ được. Quá khứ chỉ là những cái bóng ảnh của cái đối tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được thôi. Còn thọ, tưởng, hành và thức trong đời sống hàng ngày hoàn toàn là hiện tại hết. Nhưng mà cái thức này do nghiệp quá khứ hay là cái thức này do duyên xúc
thọ tướng. Như vậy khi mà chúng ta biết được phiền não ở đâu thì có thể đoạn trừ được, phải không ạ? Ngay ở đây thôi, phiền não đó cũng rất là vô ngã, phải không? Có người thì nghe chúng tôi nói thì lại sanh trí tuệ, có người sanh ra sân hận, có người chán bỏ đi. Tất cả cái đó đều là pháp, nó do duyên hết, nó vô ngã hết, phải không? Nhưng mà thì mới chúng ta mới thấy được tất cả pháp nó đều là vô ngã. Nhưng mà tham nó sanh khởi, nó không là vấn đề. Chúng ta không thể nào mà không có tham sanh khởi được. Không có ai ép, không có ai bắt cho tham đừng có sanh khởi, hay sân đừng có sanh khởi, hay si đừng có sanh khởi. Nhưng mà nó có cái hay là tất cả những cái dây trói buộc này, nếu nó là đối tượng của tà kiến thì nó mới dẫn chúng ta đi đến đau khổ luân hồi. Đó là cái đó mới là cái điểm. Còn tất cả những cái phiền não này nó được đối tượng của chánh niệm và tỉnh giác của thiền tứ niệm xứ. Thì nó không có vấn đề gì hết. Nó sẽ được đoạn diệt. Vậy có mấy khi nào mà chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được phiền não không phải là tôi thật sự, thì phiền não của người khác, người ta buồn phiền chúng ta cũng không bao giờ chấp thủ, mà chúng ta thương người đó nhiều hơn, chúng ta thông cảm với đời nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, bao dung nhiều hơn. Vì chúng ta thấy tất cả chúng sanh đau khổ đều đã mang rất nhiều những cái phiền não, nghiệp lực, sanh tử luân hồi chấp thủ hết. Vậy thì một người cư sĩ, một cái vị tỳ kheo thì làm sao mà đoạn được cái này? Khi nào mà chúng ta thấy được cái thấy không phải là tôi thấy, cái đối tượng được thấy cũng không phải là một người nào đó, mà đối tượng được thấy có vô vàn những cái đối tượng ở ngoài kia, nhưng mà đối với mỗi người thì mỗi cái đối tượng được thấy, cái đối tượng nào in dấu vào cái nhãn căn của cái nhãn căn đó thì cái thức đó nó mới sanh khởi mà thôi. Vậy chắc chắn nếu mà bạn đến với tôi, bạn đang là cái thấy, đang là cái được tôi thấy, thì ở nhà bạn đó, bạn không thể là cái đối tượng của những cái người được thấy ở nhà bạn được. Như vậy chúng ta có thể là đối tượng của muôn trùng các cái thấy khác và các cái phiền não khác. Như vậy đối tượng nó không có làm cho ai buồn, không có làm cho ai vui, mà đối tượng nó chỉ là cái được thấy mà thôi. Và cái đối tượng được thấy này thì nó không phải là con người, nó không phải là ai hết, nó chưa phải là hình dáng, nó chưa phải là hình dáng. Ví dụ như là chúng ta nhắm mắt lại đi chẳng hạn, thì một cái bóng hay một cái cây nó rớt xuống, nó đang rớt ngang qua chúng ta, vẫn thấy cái đối tượng như thường. Chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta bất cứ khi nào cái thấy nó sanh khởi là có đối tượng. Chứ không phải mở mắt ra mới có đối tượng. Mở mắt ra đương nhiên nó có đối tượng rồi.
Nhưng mà bất kể cả chúng ta nhắm mắt lại, nhãn căn nó có sinh hoạt ở đó, và cái tâm thấy nó đã ở đó rồi, nó đã có ở đó rồi. Và chúng ta thì luôn luôn chìm vào các cái đối tượng, phải không? Nên là chúng ta bắt chấp thủ ở đó. Khi nào mà chúng ta hiểu cái thấy đó, nó đã thấy muôn trùng những đối tượng và muôn trùng những cái thấy sanh khởi, thì đâu, vậy thì đâu có cái thấy nào là cái tôi thấy đâu. Vì hôm qua cái thấy đó nó diệt đi rồi, không lẽ vậy thì cái tôi nó cũng phải diệt đi chứ. Như vậy thì cái thấy nó không có cái tôi nào đó, không có phải là của tôi. Như vậy cái thấy nó chỉ là một pháp thôi. Và chắc chắn nó phải do duyên sanh này. Nếu không có con mắt thì không thể nào thấy được. Và cái thấy thì nó không thể sanh ở trên đầu, không thể sanh ở dưới chân, không thể sanh ở trong bụng, không thể sanh ở khuỷu tay được. Nó phải sanh đúng ở cái gì? Tha tú của nó, tức là cái giới của nó. Nhưng mà nó không ở trong cái giới đó, nó chỉ là một pháp đương nhờ thôi. Như vậy nó vô thường. Nếu mà nó không vô thường thì chúng ta chỉ thấy một thứ thôi. Cả đời chúng ta chỉ thấy mỗi thứ thôi. Chúng ta không thể định dạng được đây là đàn ông, đàn bà, cái chén, cái ly, cái tách từ con người này, con người kia được. Như vậy, cái thấy là do duyên sanh. Phải không? Thì từ đó làm sao? Nếu mà chúng ta thấy như vậy rồi thì tà kiến nó có mặt được không? Nó có mặt được không? Thì không thể có mặt được. Và chúng ta cũng biết cái xúc của nó. Khi biết cái xúc của nó thì cũng biết cái thọ của nó. Cái xúc này do nhãn này thì do nhãn xúc này. Do nhãn thọ này. Nhãn xúc diệt, nhãn thọ diệt. Nhãn thọ diệt thì ái diệt. Ái diệt thủ diệt, thủ diệt khổ diệt. Hữu diệt thì sanh diệt già chết, sầu bi khổ ai diệt. Và chúng ta hiểu được là quá khứ thì cũng chỉ là có những cái thấy nghe ngửi đến đụng này. Tương lai cũng chỉ thấy nghe ngửi đến đụng này. Vô lượng kiếp nữa cũng chỉ thấy ngửi đến đụng này. Thì chúng ta có mong cầu là đời sau tôi sanh ra như thế này nữa không? Đời sau tôi sanh ra tôi đẹp, tôi này nữa không? Cái đó chỉ có vô minh nó mới, tà kiến nó mới sanh ra thôi chứ. Chứ còn nếu mà không thì nó không sanh ra được. Nếu mà chúng ta không hiểu về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm xúc chạm này, chúng ta có giải thoát được không? Ai đưa cái bàn tay lên trả lời giúp tôi là ai là người giải thoát được? Xin thưa mấy quý vị ở bậc toàn giác, 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, Ngài mới giác ngộ tất cả những cái pháp này. Pháp này có vi tế không ư? Xin thưa với các bạn thấy con người này, con người kia thì các bạn nói nó không có vi tế. Nhưng mà các bạn thấy được, chính vì cái chỗ này mà chúng sanh nó sanh tử không thể tưởng tượng được. Chúng ta có thích cái nghe không? Ngửi không? Đếm xúc chạm không? Chúng ta có chấp thủ về nó không? Chúng ta có vô minh về nó không? Hay chúng ta vô minh về cái gì? Có cái gì nữa mà chúng ta vô minh? Nên các ngài đã thấy rõ đó, là thấy là khổ, nghe là khổ, ngửi là khổ, nếm là khổ, xúc chạm là khổ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó là duyên sanh, nó thay đổi liên tục và không có ai kiềm chế hay là mong muốn bất cứ một điều gì được cả. Thấy cái sự giống không vô nghĩa của nó nên ngài bỏ được về tà kiến, bỏ được tà kiến thì cũng bỏ được vô minh về gì? Vô minh về cái ngã, vô minh về thế giới này, không còn thấy cái thế giới này là con người này, con người kia nữa, mà thế giới chỉ là những khoảnh khắc của pháp phủ vi ngắn ngủi sanh lên và diệt. Rồi sau đó thì ngài thấy được tất cả những cái thứ này, thì nếu mà nó chỉ là màu, là mùi, là tứ đại, là cứng, là mềm,
thì sân nó có giảm không? Nó có giảm không? Nó phải do chấp thủ thì nó mới lớn mạnh chứ. Còn bây giờ nó thấy đúng pháp rồi thì sân nó có giảm, có bớt không? Có diệt không? À thì nó diệt. Trí tuệ nó thấy thì nó đơn giản hơn. Như vậy thì bậc tu đồ hoàng thành tựu về chánh chi kiến hay thành tựu về định? Vì A-la-hàm dầu không có tu tứ thiền, các ngài cũng thành tựu định. Nhớ cho quý vị biết điều đó. Vì A-la-hàm không có chứng đắc tất cả các thiền định, khi ngài chứng đắc tuệ giác, A-la-hàm các ngài vẫn thành chánh định, thành tựu hoàn toàn về định. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta phải là người có chi kiến đúng đắn để thấy rõ pháp. Vì tu đồ vườn, tu đà hàm là thành tựu về chi kiến. Vì A-la-hàm thì thành tựu về định và loại trừ tham dục và tất cả các loại sân hận. Vì A-la-hán thì tận diệt hoàn toàn vô minh và về không còn bất cứ một cái gì về ngũ quẩn nữa. Như vậy thì con đường bát chánh đạo này là con đường thù diệu, chỉ dành cho bậc trí thôi. Và chúng ta rất dễ lầm tưởng, và chúng ta luôn luôn muốn thực hành một cái điều gì đó, nhưng mà chúng ta không hiểu ngay cái hiện tại này từng chút một, thì làm sao mà chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi được. Như vậy thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương cần các bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân na tu la viên chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh chi kiến, thành tựu ba la mật và chứng đắc đế tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, thành tựu minh và hạnh xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp này, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bụt Tha. Sa thứ lành thay, chúng con kính tri ân đại đức Tịch Tuệ Nhẫn đã giảng bài pháp cứu hôm nay cho Phượng Đạo cho chúng con. Con kính thỉnh đại đức tại con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Bụt Tha. Bhagavato sappamangalam rakkhanto sappa devata sappa buddha nupa vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhanto sappa devata sappa dhamma nupa vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhanto sappa devata sappa sangha nupa vena sada sati bhavantu te.